khi mà các cầu thủ ngoại đang có màn trình diễn không tốt thì sự cố gắng của những cầu thủ trẻ rõ ràng là điểm sáng suốt từ đầu mùa giải đến nay. Tuy nhiên thì cũng có một cầu thủ ngoại đang thể hiện tốt được bản thân mình, đó chính là Munja Tonsi của câu lạc bộ Hà Nội. Vừa mới chân ướt chân ráo đến với Việt Nam, thế nhưng chàng cầu thủ có một bản lý lịch khá hoành tráng này đã ngay lập tức tỏa sáng và chúng tôi đang gọi vui rằng Tonsi đang tận hưởng một khoảng thời gian được gọi là tuần trăng mật trong ngoặc kép của mình tại câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng này không chỉ giúp Tonsi có màn ra mắt ấn tượng mà nó còn giúp cái tên của anh được nhắc tới nhiều hơn trong các buổi tập mấy ngày qua của câu lạc bộ Hà Nội. Một cầu thủ người Croatia đã từng chơi bóng tại nhiều quốc gia châu Âu trước khi đặt chân đến với một nền bóng đá kém phát triển hơn là V-League. Trước khi tới câu lạc bộ Hà Nội, tôi đã tìm hiểu thông tin về câu lạc bộ cũng như giải vô địch quốc gia Việt Nam qua những người bạn của tôi từng ở đây. Tôi muốn tìm thêm những thử thách mới, trải nghiệm mới trong sự nghiệp của mình và tôi đã chọn câu lạc bộ Hà Nội. Thật may mắn là tôi đã có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng ra mắt. Tôi thấy mình đang hòa nhập tốt cùng với đội bóng. Điểm mạnh của Tonsi là kỹ thuật và lối chơi thông minh. Nó giúp anh không mất quá nhiều thời gian để bắt nhịp ngay với các đồng đội mới tại câu lạc bộ Hà Nội. Tôi biết câu lạc bộ Hà Nội là một đội bóng tốt, giàu thành tích, có lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp nhỏ, lấy tấn công làm chủ đạo, giống với câu lạc bộ cũ của tôi. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để thưởng thức bóng đá. Một trận đấu, một bàn thắng, Tonsi đang có tuần trăng mật đúng nghĩa tại câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng V-League chưa bao giờ là một sân chơi dễ dàng với các ngoại binh mới. Và tất nhiên là cuộc phiêu lưu của Tonsi mới chỉ đang bắt đầu. Còn việc anh có trụ lại và thành công tại giải đấu này hay không thì vẫn còn phải đợi. Vòng 10 Night V-League 2022 sẽ được bắt đầu bằng trận đấu sớm giữa câu lạc bộ FB Đà Nẵng với câu lạc bộ Nam Định. Trận đấu này được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6. Trận đấu muộn nhất vòng 10 cũng được Đài Truyền hình Việt Nam gửi tới quý vị khán giả vào ngày Chủ nhật. Đây là trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, một trong những trận đấu đáng chú ý bởi hai đội đang nằm ở vị trí đầu bảng. Ở một số trận đấu khác thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón câu lạc bộ Hải Phòng trên sân nhà, câu lạc bộ BKMX Bình Dương gặp câu lạc bộ Topland Bình Định, câu lạc bộ Sài Gòn đi tìm chiến thắng đầu tiên trên sân của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, và một trận đấu khác diễn ra trong ngày Chủ nhật là giữa câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và câu lạc bộ Viettel.